Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng trách cứ hay khen ngợi Tô Đại về tình trạng để lộ bí mật nhà nước. Sự vắng mặt của tổng trọng trên cương vị là ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy này diễn ra ngày 4 tháng 7 đã khiến dư luận hết sức quan tâm. Ngay sau đó, truyền thông nhà nước đã đồng loạt đưa tin vì điều kiện không thể giữ trực tiếp được nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi bài phát biểu tới hội nghị và đây là hình toàn văn phát biểu của Tổng Bí Thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Chiều tối ngày 4 tháng 7, báo tin tức một phụ bản của thông tấn xã Việt Nam đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí Thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Theo đó, cho ý kiến với các nội dung theo thẩm quyền, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã gửi nội dung phát biểu chỉ đạo gợi mở một số ý kiến quan trọng để hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận. Theo giới quan sát, trong thư, ông Trọng lần đầu tiên đã chính thức thừa nhận và nêu ra cụ thể một số vụ án tham nhũng lớn liên quan đến một loạt các quan chức cấp cao hàng đầu của đảng đã bị xử lý trong thời gian qua. Cụ thể, ông Trọng nhận định, công an đã đánh đúng, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn mà dư luận bức xúc, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở điển hình như vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, vụ án liên quan đến khu đô thị Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng. Dù rằng tổng trọng không nêu rõ hay chỉ đích danh lãnh đạo nào liên quan đến các sai phạm trên, nhưng công luận biết rõ những sai phạm đó liên quan đến cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hay thường trực ban bí thư Trương Thị Mai. Vì đây là những vụ án đã làm rúng động chính trường Việt Nam và được nhiều người quan tâm. Theo giới quan sát, Đáng chú ý, ông Trọng còn yêu cầu phải có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng làm lộ, làm mất bí mật nhà nước, điều mà Tổng Trọng cho rằng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tổng Trọng yêu cầu lực lượng công an khắc phục triệt để tình trạng này khi Trung ương bàn về vấn đề nhân sự chuẩn bị cho đại hội thứ 14. Và đây là hình Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, các cơ quan chức năng của đảng cần tập trung các biện pháp phòng chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực thù địch, phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật. Đây là một tình trạng khá bất thường đã diễn ra liên tục trong một thời gian tương đối dài với hàng loạt các thông tin liên quan đến cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng ở thượng tầng. Công luận đánh giá hầu hết các vụ việc thay đổi nhân sự lãnh đạo gần đây, ngoài ngõ đã xôn xao trước đó rất lâu thì trong nhà mới đưa tin như việc chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội hay thường trực ban bí thư sắp mất chức thời gian qua. Tất cả đều được giới thảo tin cung đình bật mí trước và ngay lập tức được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, Twitter trước rất nhiều ngày so với thông tin chính thức từ đảng và báo chí chính thống của nhà nước. Đây là một sự trớ trêu, tin đồn luôn đi trước, thậm chí trước cả vài tuần lễ, và cái gọi là tin đồn đó lại chính là tin mật mà báo chí chính thống không phổ biến. Dư luận đánh giá, nhưng thông tin này được các phe cánh trong nội bộ đảng chủ động tung ra với mục đích và ý đồ riêng của họ. Tổng bí thư và bộ tham mưu của ông Trọng cũng như công luận đều biết chắc chắn là nguồn tin được phát tán từ đâu. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù cây đắng thừa nhận, nhưng tổng trọng vẫn không quên khen ngợi Bộ Công an đã xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực vừa qua, được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với công tác cán bộ, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình, các đối tượng đều tâm phục khẩu phục. Ông cũng đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương và ngành Công an đã phát huy tốt vai trò là thanh bảo kiếm sắc bén trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó là lý do vì sao công luận thắc mắc, nội dung phát biểu chỉ đạo quan trọng để hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tham khảo, đó là sự khen ngợi hay trách cứ của Tổng Bí thư đối với ông Tô Lâm và Bộ Công an? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng trách cứ hay khen ngợi tô đại về tình trạng để lộ bí mật nhà nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc và Lào tập trận chung lá chắn hữu nghị năm 2024. Ngày 4 tháng 7, BBC tiếng Việt loan tin Trung Quốc đem máy bay, xe pháo tới Lào tập trận lá chắn hữu nghị. BBC dẫn thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay Trung Quốc và Lào sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lá chắn hữu nghị 2024 từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 7. Để chuẩn bị cho cuộc tập trận, Trung Quốc đã chuyển khí tài, vũ khí và binh sĩ tới thủ đô Vinh Chang của Lào bằng đường không vận và tuyến đường sắt nối giữa hai nước. Theo BBC, hình ảnh do Tân Hoa Xã công bố cho thấy trực thăng Z-20 của Trung Quốc đậu tại sân bay quốc tế Wattay ở Vinh Trăng ngày 30 tháng 6. Nhiều xe thiết giáp chở quân và chiến đấu, bao gồm Type 08 cũng đã được tàu lửa chở tới ga Phong Hong ở Vinh Trăng vào ngày 1 tháng 7. BBC dẫn Tân Hoa Xã cho biết lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia tập trận năm nay đến từ các đơn vị tại Hồng Kông, Macau và Quảng Tây. Có hơn 1.200 binh sĩ của cả hai bên tham gia cuộc tập trận, trong đó Trung Quốc đã cử hơn 300 quân nhân mang theo nhiều loại vũ khí và phương tiện. Và đây là hình bài trên BBC. Tân Qua Xã cho biết thêm, cuộc tập trận có các nội dung phối hợp tác chiến hỗn hợp, huấn luyện toàn diện và giao lưu văn hóa. BBC cho biết đây là lần thứ hai Lào và Trung Quốc tiến hành tập trận quân sự chung lá trắng hữu nghị. Trước đó, cuộc tập trận chung Lá Chắn hữu nghị 2023 đã được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 ở Học viện Quân sự Komadam tại Lào với sự tham gia của binh sĩ từ chiến khu Nam Bộ Trung Quốc. Vẫn theo BBC, trước Lào, hồi tháng 5, Trung Quốc và Campuchia đã tiến hành tập trận Rồng Vàng lần thứ 6 kéo dài 15 ngày từ 16 đến ngày 30 tháng 5 tại Trung tâm huấn luyện cảnh sát quân sự tại tỉnh Kampong Chang và căn cứ hải quân Jim ở Campuchia. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chủ đề của cuộc tập trận là các hoạt động chung chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo. BBC cũng cho biết, ngoài khía cạnh quân sự, Lào đã và đang tiếp tục tăng cường quan hệ với Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng. Lào và Campuchia là hai nước trong khu vực hạ lưu sông Mekong, nhiệt tình đón nhận các dự án của sáng kiến vành đai và con đường nhất. BBC cho hay, tháng 12 năm 2021, Lào đã khai trương tuyến đường sắt kết nối thủ đô Vinh Chăng và thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, với kinh phí 6 tỷ đô la, với chiều dài hơn 1.000 km và được xây dựng trong 5 năm. Và đây là hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. BBC dẫn một trang tin quốc tế ngày 3 tháng 7 cho biết, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Lào, chiếm 50% trong 10,5 tỷ đô la tổng nợ nước ngoài của chính phủ. Hồi tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với chủ tịch Lào trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Lào đến Bắc Kinh rằng hai nước cần ra sức lập một tương lai chung. BBC cho biết thêm, vào năm 2017, Lào và Trung Quốc đã thống nhất xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang tầm quan trọng chiến lược trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập đến quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi Việt Nam chỉ mới gia nhập cộng đồng này trong chuyến thăm của ông Tập đến Hà Nội vào tháng 12 năm 2023. Cho đến nay, tại Đông Nam Á cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của Trung Quốc có sự tham gia của 7 quốc gia thành viên ASEAN, gồm Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. BBC dẫn đánh giá trong một bài viết của nhà nghiên cứu David Hutt từ Viện Trung Âu chuyên nghiên cứu về châu Á vào tháng 12 năm 2023 rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc, bao gồm cả các dự án thuộc BRI, đang hướng theo trục Đông Tây ở khu vực Đông Nam Á cuộc cạnh tranh rõ ràng giữa Trung Quốc và Việt Nam đã giành ảnh hưởng ở Campuchia và Lào, tuy đã phức tạp hơn so với những ngày đầu, nhưng ít nhất về mặt kinh tế vẫn mang tính cộng sinh. Quả thật, Việt Nam thu được lợi ích từ đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia và Lào, ông cho biết. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc và Lào tập trận chung lá chắn hữu nghị năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.